Em cao mét mấy? Khoảng mét 6 chị. Nhưng yên tâm nhà em về lộn nhiều lắm. À chị vậy đâu có nói gì đâu, chị cứ hỏi thôi. Đừng có ăn nhiều quá nha. Dạ. Hình vuông nó kỳ lắm. Em tính ăn cho nó phát triển chiều cao anh. Ừ. Trời ơi, không có đâu. Càng ngày nó cái bề ngang nó nhiều hơn. Nó là vậy. Trời ơi. Dạ, giọng hát của ảnh thì vui nhưng mà qua giọng hát thì em thấy ảnh là người tình cảm, ấm áp. Đó, ngon rồi đó, ngon rồi đó. Ngon rồi, tiến tới đi. Nam. Thôi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời bạn nữ em giới thiệu trước đi, em tên gì? Dạ, em tên là Hồng Thủy, em đến từ Long An, năm nay em 23 tuổi, em là nhân viên văn phòng. À, hiện nay mình đang làm việc ở đâu em? Dạ, em đang việc ở Nhà Bè á chị. Rồi, mời bạn trai. À, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, bạn kế bên và toàn thể đại gia đình. Em tên Mai Hoàng Minh, hiện tại đang làm nhân viên kinh doanh, năm nay 25 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Long An. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là hài hước, vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn, giỏi trong việc nhà. Một cái nữa là luôn chiều bạn gái. Chiều bạn gái ha, này bên chiều phái nè. Còn điểm yếu? Điểm yếu của em là em hay nói nhiều. Một cái nữa là nói thẳng. Với cái nữa là hay mít ướt. Trời ơi. Giống như em coi phim tình cảm vậy đó. Thấy hai người kia hạnh phúc quá, em nhiều khi em buồn em khóc nữa. Rồi, bạn gái giới thiệu đi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em dễ hòa đồng, biết lắng nghe và chia sẻ với người khác. Nhưng mà em có nhiều tật xấu lắm. Giống như trước khi đi ngủ là em phải ôm cái điện thoại, em có bấm, có khi gần 10, 11 giờ em mới ngủ. Với lại em hay quên lắm, nhiều khi mà kêu em mua cái gì đi, em quên, em không nhớ, em phải điện thoại lại, giả bộ hỏi mua cái gì, cái này, cái kia, sao đó, thực chất em không có nhớ. Với lại em cũng hay mít ướt lắm. Nói về một đề tài nào xúc động á, là em sẽ dễ xúc động, em dễ khóc nữa. Rồi lúc hai đứa mà cùng khóc luôn rồi, đứa nào dỗ đứa nào. Em nghĩ bạn nào dỗ em quá. Vậy đó hả? Dạ. Tình trường của mình thì sao? Dạ, em chưa có mối tình nào với chị. Chưa có? Dạ, tại vì hồi em đi học á là ở nhà cấm là không cho em quen bạn trai, tại sao ảnh hưởng đến việc học. Khi em học lên thành phố á là em không thích quen người cùng tuổi. Và tới khi em đi làm á là chỗ em làm cũng nam nhiều lắm, hầu như là nam không mà toàn là có vợ nhá. Cái cuối cùng là tới giờ này luôn. Dạ đúng rồi chị. Trời ơi. Chưa có mối tình dắt dai nào luôn. Bạn trai thì sao? Hồi nãy nghe bạn trai em nói là em trải qua hai mối tình chị. Lúc còn ốm thì em được hai mối tình mà em yêu sớm lắm, em yêu năm lớp 6 lận. Lớp 6 yêu rồi. Đúng. 6 hả? Rồi còn cái nữa em mới quen cách chia tay cái đây hai năm. Thì do gia đình bạn gái cấm cản thôi. Lúc đó là công việc của em nói chung là chưa ổn định. Hai năm mà quen mấy năm mà chia tay hai năm quen có năm. Ủa mà em bị gì mà người ta nên ngăn cản dữ vậy? Dạ, chắc em nghĩ đó, lúc đó em chưa có công việc ổn định á. Chạy xe thì cũng nói chung là lúc đó xe thì cũng hơi gọi là cùa mía tí, thì bên bấm kia bên kia người ta thấy người ta không chịu. Chắc là em nghĩ vậy. Rồi bây giờ thì coi như mình quên hết mối tình đó chưa? Dạ quên hết rồi anh ơi. Không có nhớ gì nữa đúng không? Dạ, đúng rồi. Cô kia là cũng chưa yêu ai luôn á nha. Dạ. Rồi bây giờ em gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ em muốn tìm một người cao hơn em khoảng 1m6 cho nên là được. Thân hình không mập không ốm, vừa người là được rồi. Khuôn mặt dễ nhìn tí xíu. Nói chung là biết chiều bạn gái. Nãy bạn trai rất chiều bạn gái luôn đúng không? Dạ đúng rồi anh. Dạ. Gương mặt rất ưa nhìn luôn, dễ thương. Nói chiều chiều vậy em không biết, khi về em biết chiều không là một không, em quen thử em sẽ biết. Quen thử. Cái gì mình phải thử mình mới biết em. Có gì em không thích ở người bạn trai nữa không? Dạ em không thích người bạn trai hút thuốc nhậu nhẹt giống như là la cà nhiều quá. Sao bạn trai có những gì mà em gái không thích không? Em không hút thuốc. Nhưng mà bia thì có làm chút đỉnh, tại em dân kinh doanh nên phải cũng có biết chút bia. Bạn trai em muốn tìm mẫu người như thế nào? Bạn gái của em thì tóc thì dài, đen. Rồi có luôn. Cao tóc dài, mặt đen hay là tóc đen? Tóc đen, tóc đen. Phải nói rõ chứ. Cao 1m55 tới 1m6. Phải để phép với người lớn. Cũng vui vẻ, hòa đồng giống em là được. Dạ được hết rồi đó. Gương mặt thì dễ nhìn tí xíu là được rồi. Giống ai? Có hình tượng nào không? Giống xem cả gì Cáp Tường cũng được. Rồi thôi vậy là coi như bề ngoài là được rồi đó. Nhưng mà về bây giờ có cái điểm nào em không thích người bạn gái không? Em không thích người bạn gái hay ghen. Tại công việc của em thì nhiều khi em đi khách nhiều lắm. Đi khách là sao? Tức là những tại em làm bên tính chấp anh em đó. Nên là khách điện em. Cứ khách điện là đi, khách điện đi đúng không? Khách điện đi phải lấy hồ sơ anh ơi. Ta gọi là đi khách. Gọi là đi khách. Có gì nữa không em? Em không thích bạn gái nói nhiều. Tại em đã nói nhiều rồi, thí dụ mà về bạn gái nói nhiều nữa thì giống như bài dịch trong nhà vậy đó. Còn gì nữa không nè? Thôi vậy được rồi chị ơi. Rồi, em được rồi, không ha. Khó lắm. Bây giờ bạn gái, bạn có cái đó bên đó là ví dụ mẫu người lý tưởng là thích giống chị Cát Tường chẳng hạn. Bây giờ bên em có một cái mẫu người lý tưởng như thế nào không? Chi tiết về cái người bạn trai mình muốn như thế nào?
Thường thì em suy nghĩ là người bạn trai của em phải giống như mấy anh ở nhà em. Mấy anh nhà em thương yêu vợ con, chiều vợ con dữ lắm, em chỉ thích vậy thôi. Ủa giống là giống sao em? Để anh có bạn có anh của em đây không? Ừ, có bằng chứng không chứ? Không, anh em bận hết rồi nên không có ở đây. Nhưng mà anh em sao? Anh em như thế nào? Nói chung là biết lo làm ăn, thương yêu chiều vợ con dữ lắm. Cái chính là lo làm ăn với thương yêu vợ con, đúng không? Dạ. Rồi, thôi để chị qua chị coi. Em chào chị. Em cao mét mấy? Khoảng mét 6 chị. Nhưng yên tâm, nhà em về lộn nhiều lắm. À, chị vậy đâu có nói gì đâu, chị cứ hỏi thôi. À, em có tật xấu gì không? Em hả? Em thì nhậu vô khoảng chai hai chai là em có tật xấu, hay điện bạn gái ghẹo. Giống như là, em đang làm gì á, cái bạn gái nói em đang xem phim vậy. Vậy thôi nha. Sao có duyên quá vậy? Nhưng mà em khắc phục được. Nhậu là em tắt nguồn, thí dụ có uống vài chai thì em tắt nguồn điện thoại. Không gọi nữa đó. Đi không gọi nữa. Bây giờ nếu mà được thì khi nào mình có kế hoạch tiến tới hôn nhân? Em thì khoảng tầm 2 năm nữa. Tương đối tài chính em nghĩ chắc là ok. 2 năm nữa mới cưới ha. Dạ. Nên sau này lập nghiệp thì kinh tế trong gia đình thì ai sẽ quản lý? Em thì em dở cái quản lý bên tiền bạc rồi đó. Tại em tiền bỏ túi nhiều là em lên mạng em search những cái quán ăn mà ăn giặt hay gì đó. Em ăn mình cũng ăn nữa. Thôi đừng ăn nữa em. Dạ em biết rồi, thì sau chương trình em sẽ giảm. Được rồi, để con ráng con làm mai cho. Đừng có ăn nhiều quá nha. Dạ. Hình vuông nó kỳ lắm. Em tính ăn cho nó phát triển chiều cao anh. Ừ. Nó coi không có đâu. Càng ngày nó phát triển chiều cao nhiều hơn. Nó là vậy. Trời ơi. Trời chào em gái. Em nghe anh nói em thấy vui không? Đó. Trong gia đình có đàn ông nói chuyện vui vẻ vậy được rồi. Trời ơi, em nói nhiều, anh nói nhiều đó thôi. Giờ giống bà dịch thiệt. Mua thêm con dịch nữa thôi. Thấy anh cảm nhận anh mới làm sao vậy? Mặc dù chưa gặp mặt nhưng mà em cảm nhận anh đó là vui tính. Vui tính thích không? Dạ thích, em đúng. Thích người vui tính. Thí dụ giờ anh bắt em về làm dâu á, em tính làm sao? Miễn ba mẹ ảnh thương em là được rồi. Em có sợ mẹ chồng em khó không? Dạ sợ thì vẫn sợ, nhưng mà miễn mình biểu hiện tốt là ba mẹ bạn nam thương bạn nam thì tất nhiên sẽ thương em. Đúng rồi, nó đơn giản thôi mà. Dạ. Nếu anh được á, anh hai đứa đồng ý hẹn hò nhau, anh thương em quá rồi anh muốn cưới liền á, thì em nhắm khoảng mấy tháng cưới? Cái đó là phải tùy vào tình cảm giữa hai người. Nếu như mà đặt trước thời gian là không nói trước được. Tức là thương là cưới đúng không? Dạ được. Anh thấy bên đây cũng dễ thương lắm. Hảm hảm anh mới đủ ăn lại nha em. Dạ dạ em biết là vậy. Ăn nó không có phát triển chiều cao nha em. Dạ. Bây giờ mình có đi với người thân không nè, mình hỏi ý kiến. Dạ em đi với chị dâu. Chị dâu, rồi cho gặp chị dâu của em. Dạ chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, quý vị khán giả, chào em. Dạ em chào cô. Nói về bé Thủy thì ở nhà nó là con út, nên là nó được ở nhà ba mẹ rất là cưng chiều. Bởi vậy đôi khi ở nhà cũng có tính trẻ con với lại hay nhõng nhẽo. Nhưng mà nó sống, cái tính của nó là sống nghiêng về gia đình. Nó sống rất là tình cảm. Còn phần về em trai chị thấy là tính tình chị thấy là có nhiều điểm là hợp với lại em của chị. Như là nói nhiều với lại sống tình cảm. Nếu mà tính tình có hợp với nhau thì chị nghĩ là hai đứa nên cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu. Rồi, cảm ơn chị dâu. Trai đi với ai? Em đi với sếp em làm công ty chung. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào tất cả khán giả, chào em gái. Em là quản lý của Minh, tiếp xúc Minh rất là lâu rồi. Thì biết Minh là một người có rất là cá tính, có khả năng độc lập, vui vẻ, hài hước lắm. Thì riêng về em gái thì có lẽ là Minh sẽ rất là thích. Tại vì tóc dài, đen, rất là nữ tính, dễ thương. Thì chương trình đã cho mình một cơ hội như vậy thì mình sẽ cố gắng là nắm bắt ha. Thì chúc em Minh cố gắng thành công. Bây giờ kéo màn lên. Bây giờ nè, anh hỏi nghe, em có tài lẻ gì không? Em hả? Em thì em có, em hát hài thôi. Hát hài? Em hát cải lương hài. Rồi ok, bây giờ kéo màn lên phát là em thể hiện tài lẻ của mình để chinh phục cảm tình của ấy liền nha. Dạ. Rồi, rồi kéo màn lên. Vô liền một câu giọng cổ. Bắt đầu. Vô luôn. Bắt đầu. Điệp ơi mai anh lên trong thành đô, nhà xe rực rỡ, xin anh đừng quên bến đỏ ngang con sông nhỏ chốn quê xưa anh dò gió mong chờ. Anh nghĩ sao vậy? Chuyện tình yêu đang phát triển tự nhiên hát Lan và Điệp kiếm bài khác hát lợi. Kiếm bài khác hát lợi hả? Ừ, bà nào cũng nó vui vẻ lên. Đứng dậy luôn, đứng sát sát vô để hát cho nó có đó, đứng đây nè, có động lực hát nè. Rồi nhìn thẳng cô gái hát nha. Bắt đầu. Hà Nội bao giờ cũng lắm mộng mơ, cô gái nhỏ bên hồ dạch lụa. Mai tôi về phương Nam mang theo hình bóng ấy và một cành đào vừa mới ấm bông. Gửi lại em trời xưng quá thấm, gửi cả tình anh trong sâu lắng tâm hồn. Được không anh? Ừ, được.
Tôi nghe trong dạ bồn chồn, nửa đi nửa ở lòng không muốn về. Người ơi giữ trọn câu thề, mùa qua đào vẫn không hề phôi pha. Tặng quà luôn. Ê quên, anh tặng em. Đó, vậy là vui rồi. Nói chung á là nữa hai đứa về có cãi nhau giận gì em cứ theo cái này em làm nha. Dạ. Họ làm hết giận liền. Cứ hát là cổ cười thôi à. Dễ thương em. Em biết nói luôn. Em cảm nhận về bạn trai như thế nào sau khi nghe giọng hát của ảnh? Dạ, giọng hát của ảnh thì vui, nhưng mà qua giọng hát thì em thấy ảnh là người tình cảm, ấm áp. Đó, ngon rồi đó, ngon rồi đó. Con hỏi tiến tới đi. Anh thấy em rất là dễ thương. Dạ. Nếu như mình hẹn hò thì cái thời gian mình là em muốn là lúc nào? Dạ, tại vì em làm ở văn phòng thì em chỉ rảnh có khi ngày chủ nhật. Anh thì giờ nào anh cũng rảnh, nếu như mà em muốn đi chơi với anh á thì em chỉ cần nhắn tin anh 2 tiếng anh sẽ phi ngựa tới. Phi ngựa hả? Dạ. Ngựa đâu đi em? Chiến mã nhà em á. Nói về cái xây dựng cái tương lai chút xíu đi. Phát triển kinh tế rồi con cái. Anh thì chủ yếu là ba người con là được rồi. Nếu mà quen em thì anh sẽ cố gắng về cái mặt bên tiết kiệm mặt tài chính lại. Bạn gái muốn hỏi gì bạn trai nữa không? Trời, lê đây khớp em không biết hỏi cái gì luôn á. Thôi bây giờ nè, hai bạn ngồi yên, nhìn nhau 10 giây, sau đó mỗi người nói một câu cảm xúc của mình về đối phương. Hoặc là có thể bạn trai tỏ tình với bạn gái, rồi chúng ta tiến hành bấm nút. Cái nhìn rất quan trọng các bạn nha, ra có cảm tình hay không từ cái ánh nhìn này đó. Tính em thì rất là trẻ con, anh có chịu được cái điều đó hay không? Anh chịu được hết, thường anh là chịu bạn gái lắm. Dạ. Anh thì anh thấy em rất là dễ thương, nên anh nghĩ là mình nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi, hết thời gian. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ nha các bạn. Chúng ta có thể nói chơi vui, nói đùa với nhau để hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng khi quyết định, hãy chín chắn, hãy suy nghĩ thật kỹ xem trái tim mình có rung động hay chưa. Và bây giờ chúng ta sẽ quyết định và bấm nút sau 3 tiếng đếm. 1. Hai. Cởi ngựa nhanh quá. 3. Hết thời gian. Nếu mà em đi bộ là em không có tới rồi. May mà em cưỡi ngựa. Em phi ngựa không ạ? Cho nên vẫn còn kịp. Nắm tay đi. Nắm tay nhau thật chặt. Hợp lý mà. Thôi, hôn nhau. Xin thiếm đàng hoàng. Để chị cho em thơm bé một cái nha. Rồi thơm đi, thơm đi. Thơm không? Thơm ha. Đây, cùng nhau đi. Đừng có hát Lan và Điệp nữa nha. Hợp lý đó nha. Còn mở cà phê đó là đam mê, và bạn đó quyết tâm phải làm thực hiện được cái đam mê mình cho bằng được. Ủa, đam mê không có tiền lấy dạ, gì đam mê. Em trai thân mến, người mở quán, mở bếp, mở cà phê đứng đây luôn nè. Nếu như đây là cái người mà tôi sắp tìm hiểu nha, là tôi sẽ ủng hộ về mặt tinh thần của bạn này cứ làm. Vì tôi với ông hơi khác nhau hả? Khác nhau hoàn toàn. Đam mê và ổn định nó khác nhau. Chứ bây giờ mà còn lông bông thì hoang mang lắm. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Chào anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan và quý vị khán giả. Em tên là Trân Trọng Trí, quê ở Bình Thuận. Em vào Biên Hòa sống, học và làm việc từ 2009 tới giờ. Trọng Trí làm gì? Dạ, hiện tại thì em đang đi lang thang. Ủa là dạ, làm gì? Hồi xưa Trí làm gì? Dạ, nói thì em đang đi lang thang để đi kiếm mặt bằng mở quán cà phê. Lúc trước thì em làm đầu bếp. Đầu bếp phải mở quán ăn hay gì chứ sao mở quán cà phê? Dạ, cái này là đam mê của em thôi. Hồi sinh viên năm 2 thì em cũng có cái ước mơ là mở quán cà phê, là lúc đó em tính hùng với bạn mở rồi. Nhưng mà một số vấn đề nên em không có làm. Đi làm đầu bếp được 2 năm thì tích lũy được một ít vốn. Thì em cũng có mở được một quán cà phê, nhưng mà gọi là cũng tạm thời là thất bại. Dịch quá, không ai uống hết. Dạ, qua dịch mình làm lại. Thất bại xong rồi thì em lại quay lại làm bếp. Cũng làm bếp được 2 năm thì em cũng
làm lại thêm cái cũng thất bại. Thế và thương. Bây giờ em cũng quyết làm thêm lại nữa. Nhất quá tam nha em. Dạ. Cố gắng lần này sẽ thành công ha. Dạ. Mời bạn gái. Chào chị Ngọc Lan và chú Quyền Linh, chào mọi người ở trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Quỳnh Như. Năm nay em 24 tuổi, hiện tại em sống và làm việc ở Tiền Giang. Em làm nhân viên trong kho của một công ty gần nhà. Chị phải đi điều tra cái người đàn ông này lang thang mở quán cà phê coi. Trời ơi, người ta đang chuẩn bị trở thành ông chủ quán cà phê chết hả? Lang thang nhưng có ý nghĩa của nó. Thật ra là rất là thích cái câu chuyện của bạn này. Có ý chí, ưu điểm của em là gì? Dạ, về tính tình của em á, theo nhận xét xung quanh của mọi người á, thì em một là người hiền nhưng kèm theo đó là khó tính. Đối với riêng cá nhân em thì em có cái nhận xét của em là một người không phải dân hiền, thứ dữ chứ không phải dân hiền. Lúc mà tiếp xúc với người ngoài thì mình sẽ có lời ăn tiếng nói khác. Đối với một đối tượng thì mình sẽ có cái cử chỉ và hành động khác nhau. Gặp mọi người em ít nói, mọi người kêu em hiền. Nhưng mà thử ra trúng tần số của em thử. Tức là ý nói là đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy đó. Dạ. Một con người dễ sợ. Rồi, để tôi qua tôi hỏi bên kia coi. Tiền Giang là quê tôi. À, chào cô gái Tiền Giang. Huyện nào? Dạ, ở huyện Châu Thành ạ. Trời đất, ngay huyện tôi luôn. Nhà xã nào? Dạ, xã Long Hưng ạ. Trời ơi, kế bên xã tôi luôn. Được rồi, ưu điểm khuyết điểm là gì nè? Ưu điểm của con thì khá vui vẻ, hòa đồng mà. Mà cũng dễ tính, yêu động vật. Khuyết điểm là gì? Tính tình hơi thẳng thắn cho nên là đôi khi làm mất, người khác buồn. Dạ. Con có mấy mối tình rồi? Chưa có mối tình nào. Chưa có hả? Dạ. Trời, người Tiền Giang tôi dễ thương trời. Đó giờ có yêu đơn phương hay để ý người nào không? Dạ không ạ. Học trường nào ra vậy? Dạ trường Vĩnh Kim ạ. Trời ơi, học chung trường tôi luôn mọi ơi. Chú học trường Vĩnh Kim luôn nè. Dạ. Trời, xưa chú học thầy hiệu trưởng trường thầy Đường, cô Đậu này kia đó. Đồng môn. Đồng môn, đồng hương luôn. Bây giờ qua đây mình hỏi hôm nay là bao nhiêu mối tình rồi? Dạ lúc đăng ký thì em chưa có mối tình. Nhưng mà đăng ký xong vài tháng thì em có quen một bạn. Quen được 3 năm thì chia tay. Bây giờ nè, tôi hỏi tương lai mình sẽ tính như thế nào nếu mình mở quán cà phê. Thì mình ở Đồng Nai hay mở ở thành phố Hồ Chí Minh, hay mình muốn lập nghiệp ở Đồng Nai hay lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh? Trước mắt thì em sẽ lập nghiệp ở Biên Hòa. Em vô từ 2009 tới giờ là em sống và làm việc ở Biên Hòa hết. Thì một là quay lại cái nghề bếp, hai là rút về quê, rút về nhà. Bình Thuận hả? Dạ. Nhà em từ đây từ thành phố về cũng 150 cây thôi à. Dạ. Từ đây về Tiền Giang tôi có chưa tới 100 cây. Sống về Tiền Giang về chi tới Bình Thuận. Cái đó là dự định ban đầu, nhưng mà lúc có gia đình nhiều, có nhiều thay đổi mình không thể nói. Ví dụ như mình có thể vì bạn gái mình đi đâu đó. Ừ, được. Chuyển đi đâu đó. Cái này được. Tôi rất là thích cái anh này luôn á, thích cái suy nghĩ của anh. Thật ra cái đó là suy nghĩ rất là thoáng. Ở đâu có tiền, ở đâu phát triển kinh tế mình ở đó. Dạ. Bạn này rất là bản lĩnh, rất là cầu tiến. Riêng với bạn này là một chút thì chị sẽ nói vô không? Nói thật, tại vì em cũng bị chê nhiều lần. Mấy bạn nữ chê em là không có chí, không thấy em có công việc ổn định, nhảy cái này qua cái khác, nhảy cái này qua cái khác. Không, cái này là chị thấy em ai nói em như vậy là chị thấy không đúng á. Nói cũng đúng chứ phải không đúng. Không. Gặp một đàn ông mà cứ nay việc này mai việc kia, không có đâu ổn định chứ, mà cũng thấy tiền bạc không có gì hết trơn, thấy lang thang hoài tao cũng lo chứ. Bạn này có gì? Một cái nghề đó là đầu bếp. Nghề đó là cái nghề để làm gì? Dự trù những lúc thất bại sẽ quay lại cái nghề đó để kiếm tiền. Còn mở cà phê đó là đam mê, và bạn đó quyết tâm phải làm thực hiện được cái đam mê mình cho bằng được. Ủa, đam mê không có tiền lấy. Dạ, gì đam giống, mê giống như em nghĩ là giống cái bếp rồi là cái nghiệp của em rồi, còn cái mở quán coi như là cái nghề, tại vì cái nghiệp cái bếp đó là cái nuôi sống của em. Đây nè em trai thân mến, người mở quán, mở bếp, mở cà phê đứng đây luôn nè. Thật ra cái nghề em rất là dễ kiếm tiền. Dạ. Không chỉ mở quán cà phê mà trong quán cà phê có thể bán các món ăn luôn, nó hai trong một luôn thì em dễ kiếm tiền. Dạ. Hơn. Còn bây giờ mở quán cà phê, ta tới uống cà phê, ta đi ăn chỗ khác, tự nhiên cái nghề em để làm gì? Em phải khai thác cái nghề của em. Dạ. Và thật ra cái bạn này á cũng rất là dễ phát triển nếu như các bạn có mặt bằng tốt, chỉ cần 1 năm 2 năm là các bạn phát triển ngay. Nếu đúng mà em nấu ăn ngon, đầu bếp giỏi, quán cà phê đẹp thì làm giàu mấy hồi em. Không thể lang thang như thế mãi được. Lang thang như người ta nói là người nghệ sĩ lang thang ngoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường. Như thế lang thang hoài à, không thấy nhớ con đường nào à. Vậy rõ ràng là bạn này đang bị thiếu một cái người để tính toán cho chính bạn. Chính xác luôn. Nếu như bây giờ yêu thì cứ yêu một thời gian, nhưng mà trong lúc yêu nhau á là phải tìm một cái nơi nào đó mặt bằng, mở quán liền, cà phê và bếp luôn. Bạn này không phải không ổn định, mà bạn này chưa có đủ điều kiện để ổn định. Bạn
Ủa, không, cái, không đủ điều kiện lo cho mình rồi lấy gì lo cho vợ được. Thì biết là vậy em, nhưng mà tôi nói thiệt sao chứ, tức là cái này là một phần, thì cái này là em chia sẻ thêm một phần nữa là em mở quán bây giờ thì là hiện tại là em đang có độc thân, nên em quyết tâm em dám mở quán. Lúc mà em có gia đình rồi thì em không dám mạo hiểm như vậy nữa, em phải có nguồn thu nhập ổn định để lo cho gia đình. Đúng. Và bây giờ nè, chúng ta nếu chúng ta hợp với bạn gái bên kia, chúng ta phải suy nghĩ ngay, phải làm liền để có một tương lai cho cái người bên cạnh mình. Ba mối sao? Ba còn binh gì nữa? Tôi vẫn binh nè, tại vì tôi nếu mà là tôi thì tôi sẽ rất là ủng hộ và tôi sẽ hỗ trợ. Hỗ trợ gì, cứ lỗ hoài, thất bại hoài. Không phải là hỗ trợ về mặt kinh tế, nhưng tôi sẽ hỗ trợ về mặt tinh thần, tức là tôi vẫn ủng hộ bạn trai này. Nếu như đây là cái người mà tôi sắp tìm hiểu nha, là tôi sẽ ủng hộ về mặt tinh thần của bạn này cứ làm. Vậy tôi với ông hơi khác nhau hả? Khác nhau hoàn toàn. Đam mê và ổn định nó khác nhau. Tại vì em, quan điểm của em là phi thương bích phú. Thì bây giờ, là em muốn giàu thì em phải làm chủ. Thì đó, em, cho nên là em rất là muốn. Thích cái... Nhưng mà đam mê không phải nghề của em. Em pha chế từ A tới Z được. Tại vì đam mê phải là cái nghề anh nói nè. Chúng ta có hai cái, một là ưu điểm, khuyết điểm. Mình lo tăng cái ưu điểm lên đi để phát triển, để kiếm tiền đi không. Cứ lo cái khuyết điểm đi, cái đẩy khuyết điểm cuối cùng là nó, khuyết điểm nó kéo em xuống, cái ưu điểm mất luôn. Em thì thấy trong kinh doanh là bạn này có đầy đủ điều kiện, chỉ có là chỉ thiếu cái sự may mắn thôi để thành công. Nên là em vẫn ủng hộ. Em đam mê em mở quán cà phê thất bại lần nữa thì sao? Tại sao cái chắc ăn không làm đi? Dạ trên này đâu có cái gì chắc ăn đâu anh. Ví dụ nếu mà làm bếp, làm bếp đó, cái đó là đi làm thuê, thì em chỉ là ví dụ như em đi làm mấy năm, đồng lương thì em cũng có, em tích góp được cái vốn em mới mở quán cà phê. Nhưng mà khi có gia đình thì cái số tiền mà đi làm thuê đó không đủ dư giả để mà lo. Ăn chắc mặt bền, có trước cái đã, thủ chắc cái đã. Bây giờ em thất bại lần nữa, coi em hết tiền lấy vợ luôn. Dạ tiền lấy vợ thì có mẹ lo anh ơi, lo gì? Tiền lấy vợ thì có mẹ lo anh ơi, lo gì? Câu này là không đồng ý nha. Không, tại này thì nói thiệt là... Không, nếu có mẹ lo thì được. Không, tôi có không đồng ý, đàn ông vậy không được. Tại vì ở dưới quê mẹ em cũng đang hối lắm. Em trai muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Cười về cái ngoại hình á, thì dễ nhìn thôi. Chủ yếu là cái tính tình của người đó, biết quan tâm, biết suy nghĩ cho người khác tí, không có đinh đá. Còn em gái bên kia, mẫu hình thế nào? Mẫu hình của con thì cao ráo, dễ nhìn, có công việc ổn định và phải chín chắn ạ. Bên kia thì chín chắn, nghề ổn định là có. Em đi với ai cơ? Dạ em đi với chị của em. Dạ trước hết đó là con xin chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan cùng toàn thể khán giả trong trường quay. Thì em của em thì tính nó hay nhút nhát lắm, kín kẽ nữa, cho nên là cho tới bây giờ vẫn chưa tìm được nửa của mình. Bạn nam thì thân hình cũng cân đối, vui vẻ, năng động, cũng có trì trí trong công việc, là không sợ thất bại. Một chút nữa mà có gặp mặt nhau mà nếu mà thấy có cảm xúc thì bấm nút cho nhau cơ hội. Nhà mình có kinh doanh mua bán gì không em gái? Dạ có, tạp hóa là bia và nước vậy đó. Trời, thế ông ta cũng kinh doanh không? Dạ, nhà mẹ em cũng bán tạp hóa. Ủa vậy đó hả? Mình trao đổi làm đại lý mà mốt tôi bỏ nước rửa chén, rửa tay, nước lau sàn, nước giặt cả rồi. Trời ơi, lợi dụng vậy sao? Em đi với ai em trai? Dạ em đi với bạn thời sinh viên á. Con xin chào chú Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan, bạn Quỳnh Như với lại họ hàng bên nhà gái. Như chú Quỳnh Linh đã nói là bây giờ là bất quá tam thì tất nhiên là chắc trí cũng đang dốc hết sức để làm cú chót thôi. Còn không thì cũng an phận lại. Nếu như mà cảm thấy như đủ bản lĩnh, cổ vũ cho Trí thực hiện cái dự định của Trí, cái ước mơ của Trí từ hồi mình biết Trí tới giờ. Làm hậu phương ha. Vâng. Suy cho cùng thì bây giờ Trí phấn đấu cùng nỗ lực lo cho người em gái đi cảnh Trí sau này thôi. Rồi, cảm ơn em trai. Bây giờ hai bên gặp nhau đi. Mở rào. Bắt đầu đi Trí. Đến với chương trình anh có món quà, cái này là từ tay anh làm. Cảm ơn em. Có thể mở ra không? Ngôi nhà và những đứa trẻ đó, hai ta là cùng nghĩ tới cái vấn đề là xây dựng mấy nhà riêng cho chúng mình. Chàng lãng tử của tôi, hãy cầm cái đàn và hát một bài hát nào đó để chúng ta gọi là tạo nên những cảm xúc ban đầu. Em thích nghe nhạc gì? Nhạc trẻ đi ạ. Vậy anh chịu khó nghe bolero nha. Vậy anh chịu khó nghe bolero nha.
Ông này cũng đặc sắc lắm nè. Dạ em xin gửi bài Tôi Đánh Cô Đơn. Tôi vẫn cô đơn, em dù đẹp như mộng mơ. Tôi vẫn cô đơn, chưa hề em có thấy anh đẹp trai không? Dạ cũng được ạ. Cũng được phải hả? Cũng được, là giống cái câu trả lời nãy chú Linh đề nghị á. Em thấy cũng hơi xa. Nếu mà hẹn hò thì chắc khó gặp nhau lắm hả? Có hay không cái đó là do mình thôi. Ví dụ thu xếp, ví dụ anh không thu xếp được thì em có thể thu xếp lên anh. Còn ví dụ em không thu xếp được thì anh sẽ thu xếp lên em. Hoặc là hẹn nhau lên thành phố. Từ nhỏ tới lớn em cũng loanh quanh ở Tiền Giang không à, cho nên không có đi tới. Vậy hay rồi, vậy tí đó vậy anh lệnh với Biên Hòa chơi. Có gì lệnh dẫn về Bình Thuận luôn. Nhà anh mấy chị em vậy? Nhà anh thì đông lắm, hết 6 người. Anh con út hay sao? Em áp út. Vậy nếu cưới nhau về thì ở đâu vậy anh? Dạ, cái đó thì ở nhà mình thôi. Nhà mình ở đâu? Mình tự xây nhà mình ở chị. Còn xây cái ở đâu thì cái đó tùy. Cái này là em có quan ngại về hiện tại thực tại của anh hay không? Thật ra em là một người cũng kém về mặt tính toán về kinh doanh á. Em muốn kiếm một người nào đó có thể lo cho em được, có một công việc ổn định để mà có thể sau này khi tiến tới hôn nhân thì có thể lo được cho gia đình. Nói chung là lúc đi học thì anh cũng học toán cũng giỏi, nên cái đó yên tâm, anh tính cho. Anh xin phép được cầm tay anh. Nhắm mắt lại đi. Chi vậy anh? Nhắm mắt lại. Tính hung ta hả? Chi vậy? Làm sao hung được chứ? Không, em nhắm mắt lại đi. Tôi chưa có người yêu, đừng làm tôi sợ nha. Em cảm thấy sao? Có bị điện giật không? Em thấy tay em ấm. Ấm. Theo em, ví dụ lúc mà cầm tay á, mà mình nhắm mắt lại, mình cảm nhận được cái gọi là cái phần tiếp xúc cho thì của đối phương á, có cái gì là gọi là truyền qua á. Tưởng nó thôi miên hay là nó đọc suy nghĩ của người ta giống trong mấy cái phim không à? Vậy rồi cảm giác của em như thế nào? Dạ phê, dạ lột tê. Thật ra cái này thì em gái cũng rất là cũng hơi ngờ, tại vì hai mấy tuổi thì bạn cũng là em cũng là đẹp gái. Chưa quen ai thì em cũng hơi có nghi ngờ. Nghi ngờ gì? Không biết có thích nữ không? Dạ không ạ. Em muốn có một quan hệ nó chín chắn hơn để sau này tiến tới hôn nhân. Còn những người mà em đã gặp trước đây thì em có cảm giác nếu mà em quen người đó thì không có kết quả, kết quả sẽ không đi tới đâu được. Cưới rồi, em có về làm dâu Bình Thuận được không? Giả sử như anh không về được Tiền Giang thì em có về làm dâu được Bình Thuận không? Nếu chỗ đó có thể kiểu như là làm ăn được ở đâu thì ở chỗ đó thôi. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Máy giặt Toshiba, điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Bấm là cho chúng ta một cơ hội để đi đến hôn nhân. Bấm là để chúng ta có thể cùng người đó nắm tay đi suốt cuộc đời. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Thật ra thì tuổi của con vẫn còn nhỏ, con cũng không có giỏi tính toán gì, cho nên con muốn tìm một người ổn định hơn, chín chắn hơn để sau này lo cho con được. Chứ bây giờ mà còn lông bông thì hoang mang lắm. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Đừng buồn gì cả, cuộc sống vẫn đang tiếp diễn. Chúng ta hãy hướng tới một mục đích, hướng tới những khát vọng mà chúng ta cần chinh phục nó. Dạ. Chúc các bạn thành công. Dạ, cảm ơn em. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Dạ. Mời nhà gái.
Và em trai giới thiệu về mình lớn lên cho bên kia nghe luôn. Em tên là Lưu Kim Long, sinh năm 90. Em bây giờ đang làm việc IT. Quê đâu? Dạ quê em ở đây luôn à. Ở đây là ở đâu? Dạ ở thành phố Hồ Chí Minh. Quận mấy? Dạ quận 12. À hiện nay đang ở với ai Long? Dạ đang ở với mẹ và gia đình em gái. Rồi, đó là lịch trích ngang của Kim Long, 32 tuổi. Xin mời các bạn hãy nghe lời tự giới thiệu của nhà gái. Dạ, em tên là Võ Trần Lan Anh, 31 tuổi, quê thành phố Hồ Chí Minh. Đang là nhân viên văn phòng ạ. Em sống ở quận Phú Nhuận. Phú Nhuận qua quận 12 gần lắm. Rồi, Long có ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là làm việc chăm chỉ. Với lại làm việc tới cùng hết mọi thứ luôn. Khuyết điểm của em là hơi bị độc lập. Hơi độc lập là sao? Là độc đoán. Độc đoán khác độc lập khác. Dạ dạ dạ. Tức là độc đoán là em quyết mọi thứ hả? Dạ dạ. Người ta hay gọi là sơ sơ là gia trưởng đó đúng không? Dạ 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 dạ. Đại loại như vậy, nhưng mà dạo này em cũng đang cố gắng sửa. À sửa đi. Đúng rồi, cái đó phải sửa. Gia trưởng quá phụ nữ sợ ngại lắm. Rồi nhà gái đi. Rồi bây giờ mình tới nhà gái nè, ưu điểm khuyết điểm nè. Dạ em thì rất là nhiệt tình, chăm chỉ, hòa đồng, hay cười. À, nãy giờ chị thấy hay cười thiệt. Bên đây y chang nha. Bên đây càng cười càng cà lắm đó. Sĩ nhà chưa có cà lắm nha. Dạ khuyết điểm là hơi cứng đầu. Có chuyện gì thì em sẽ muốn ngồi xuống cùng giải quyết cho ra, giống như là cho rõ ràng á. Với lại tính cũng thẳng thắn. Cặp này lạ lắm nha, bên này cứng đầu, bên này độc đoán. Cãi lộn không bao giờ ngừng luôn á. Đúng luôn á. Mấy năm nay em sửa rồi, đa phần em lắng nghe hết mọi thứ. À. Xong rồi em mới quyết định đi của em. Vậy em nghe nghe đi. Cuối cùng em cũng quyết mà. Nhưng mà em tổng hợp hết mọi thông tin lại trước. Tổng hợp, chơi vui chứ mà nếu như mình lắng nghe thì mình cũng giảm bớt cái độc đoán độc quyền đó đi. Chào em. Dạ chào chị ạ. Cười rất tươi, có duyên luôn. Cười hoài luôn á, bên đây cũng cười, bên đây hay cười lắm. Cười lắm. Nói nghe nè, bây giờ hồi đó mà độc đoán quá vậy rồi chắc là bạn gái dễ giận lắm đúng không? Dạ xí chưa có chị ơi. Chưa có luôn hả? Chưa có luôn hả? Ế từ lúc mà xong đại học tới giờ luôn. Có biết lý do tại sao ế không? Độc đoán với lại chuyên gia làm việc có một mình. Em cũng thích làm việc một mình hơn. Em có nhận một đề tài nào đó, em cũng có làm việc của mình, làm từ A tới Z luôn. Rồi, vì hồi đó tới giờ có thầm thương trộm nhớ người nào chưa? Có hồi mà mới học xong lớp 12. Nhưng mà toàn là tình yêu đơn phương thôi. Lớp 12 yêu chi sớm vậy? Dạ, tại vì lớp 12 đó em học xong em cũng có việc làm luôn. Vô công ty làm xong rồi cũng yêu đơn phương rồi thôi à. Cô cái cô đó ở đâu? Mà sao thích người ta? Cô không biết hả? Mặt mày người ta sao nhớ không? Dạ còn nhớ chút chút nhưng mà kiểu như là không còn qua lại nữa. Anh này anh không có bồ đúng rồi. Anh nhát tới cỡ này là gì có bồ. Vậy là em yêu đơn phương mấy năm? Là lâu à, cũng khoảng 7 năm là rồi đó. Cũng khoảng 7 năm là rồi đó. Trời đất ơi, 7 năm vậy mà không dám nói luôn. Sao hả? Không nói? Có bao giờ thổ lộ không? Dạ có, nhưng mà người ta không đồng ý rồi thôi luôn. Hồi đó giờ có nắm tay phụ nữ chưa? Dạ chưa. Có hung hung nhẹ nhẹ chưa? Chứ nắm tay chưa có luôn anh. Rồi thấy con gái có khoái không? Thì cũng khoái, nhưng mà đa phần làm việc có một mình à. Tại việc của em làm bị áp lực cao á. Ngồi mình coi máy vi tính suốt đúng không? Dạ đúng máy rồi. Máy vi tính là bạn gái luôn đúng không? Dạ đúng là rồi. Là người yêu đúng không? Đúng anh. Rồi lên máy vi tính rồi lúc nào buồn buồn có coi mấy cô gái trên đó không? Trời ơi, em không biết có thời gian rảnh không? Tại vì em bị dí tối ngày. Không có coi phim gì rảnh luôn. Có coi phim. Phim gì? Đó thì phim mà mới đây em coi đó là phim Bác sĩ Ma. Coi ma chi, coi mấy cô đẹp. Không không không, bác sĩ Ma là phim tình cảm Hàn Quốc anh. Có cô gái đẹp không? Dạ cũng có. Có cảnh hôn nhau không? Không. Cái phim đó là nó nói về y bác sĩ đúng không? Dạ, dạ y bác sĩ không? Coi cảnh nào mà các cô gái với chàng trai ôm nhau hung này kia. Không có luôn đó anh. Thí dụ có em có cảm giác gì không? Em cũng biết. Rồi vậy nó mất cảm giác rồi luôn rồi đó. Anh hỏi kỹ quá. Không ơi, cái này phải hỏi kỹ phải chứ. Phải hỏi trời. Kỹ chứ giờ đi quen bên đàn gái rồi đàn gái không kiểm tra rồi về rồi nó không có nằm trong cái thế giới đàn ông thì sao? Có bao giờ mà mình
khát khao mình được hôn một người con gái không? Đúng rồi. Dạ dĩ nhiên rồi chị. Có nằm mơ thấy hôn ai chưa? Dạ chưa. Không, đâu có khát khao gì đâu. Hỏi thật em là em có khoái con gái không? Dạ khoái chứ anh. Thôi tội nghiệp, người ta ghẹo người ta hoài. Thích thương quá à. Đến lo làm. Vậy là em còn duyên 100% luôn đúng không? Dạ. Chắc không? Dạ. Chưa một lần nào luôn hả? Dễ thương. Dạ. Ghẹo chút đừng giận anh nha. Dạ. Tại vậy em hâm mộ anh gần chết luôn á. Phải không? Dạ. Cảm ơn. Ghẹo thấy dễ thương mới ghẹo đó. Bây giờ để anh qua bên đàn gái anh coi coi đàn gái có mối tình nào không? Dạ. Chào em gái. Bớt tấn công em cái. Em được tình duyên sao rồi? Được hai mối à. Hai mối ha, đỡ bên kia. Mối bao lâu nè? Dạ, mối hồi học đại học thì được 3 tháng. Trời. Thứ hai thì quen được 4 năm nhưng mà xong rồi chia tay. 4 năm sau chia tay? Dạ, có sự khác biệt về công việc, rồi gia đình, rồi bạn cũng đi làm xa. Bây giờ bắt đầu quen nè. Nãy giờ em thấy anh bên kia cái tình hình thấy ổn không? Nói chung là mục tiêu hôm nay cũng muốn là có người nắm tay đi về. Rồi, bây giờ em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Nói chung là em không có quan trọng bề ngoài, chủ yếu là dễ nhìn là được. Em quan trọng về tính cách nhiều hơn, là biết tính trên nhường dưới, quan tâm với gia đình. Thời gian thì có thể là bận rộn công việc á, nhưng mà em sẽ tôn trọng công việc, cố gắng dành thời gian buổi tối với cuối tuần cho gia đình. Rồi, bạn bên đó rất là hiền, rất là dễ thương. Nãy giờ anh Linh nói chuyện thấy bạn vô cùng dễ thương luôn. Có thể nói rất là chung thủy nè. Bạn đó biết cách đối nhân xử thế hiền lắm. Theo anh Linh là như vậy đó. Nghe rồi cái mình thấy là mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm cái yêu cầu của ngưỡng gái đưa ra nè? Em cũng đáp ứng được khoảng 80-90%. 80-90% ngon đó, rồi. Ngon rồi đó. Em thích người phụ nữ như thế nào? Em thì thích người phụ nữ hiền. Phụ em làm việc nhà chứ ở nhà em cũng bị mẹ sai làm nhiều chuyện. Sai làm chuyện nhà cái kiếm bạn gái về làm phụ không? Cùng làm phụ thôi. Vậy rồi. Thôi hả? Rồi có nhu cầu gì về bạn gái nữa không? Em cũng không biết nữa. Đúng rồi, không biết là đúng rồi. Em gái đi với ai nè? Dạ em đi với chị đồng nghiệp. Nào chị đồng nghiệp thấy em trai thì sao? Dạ, mình thấy bạn trai nhìn có duyên, hài hước với lại có vẻ thật thà. Thì bên chỗ Lan Anh thì cũng rất là hòa đồng, thân thiện với lại cũng chăm làm. Được thì hai bạn cho nhau cơ hội tìm hiểu rồi tiến tới xa hơn. Rồi, dạ, cảm ơn chị. Mình hỏi nhà trai đi, nhà trai đi với ai cưng? Dạ, đi với đồng nghiệp luôn anh. Đồng nghiệp luôn Long hả? Dạ. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Dạ, chào tất cả quý khán giả. Chào em. Dạ, em là đồng nghiệp với bạn Long. Có đôi lời thì nói ra với bạn nữ thì nó nên Long á. Thì trước giờ á, chỉ là biết là công việc thôi, cho nên ít đi tiếp xúc bên ngoài, nhất là với phái nữ. Cho nên là thấy mình lên chương trình đó là bạn rất là thiệt thà. Và bạn chỉ có hay là nói là khi bạn hồi hộp á, thì bạn hay nghe anh Linh nãy nói là hay cà lam. Được cái là bạn nói tiếng Anh á, không cà lam. Để cũng nói hẳn là thẳng tưng luôn. Dạ. Sao bạn Long không có bạn gái gì? Dạ thì bạn là làm IT anh. Là suốt ngày chỉ ôm máy tính nè. Ở cơ quan Long có bạn trai không? Dạ, bạn trai thì cũng... Bạn trai thì có. Có. Bạn trai của ông Mai á là một cái ý nghĩa khác nghe. Bạn trai của nào thấy bạn Long nắm tay bạn trai đi đâu đó không? Dạ cái đó thì em chưa thấy. Chưa thấy có không? Nắm ly thì có. À nắm ly là dạ, hiên vô hai, hả? Hai ba vô á. À cảm ơn em nha. Bạn thấy khỏe đâu đứng lên tôi coi cái coi. Tôi dạ. Tìm bạn quay vòng coi. Mạnh mẽ không? Dạ, cũng bình thường anh. Có biết học võ gì không? Không có học võ nhưng mà mấy tháng nay có đi tập gym. Tập gym hả? Gym tập sao? Mấy ông tập gym này tôi cũng nghi lắm nha. Mới tập mấy tháng nay thôi hả? Dạ. Trước đó cũng làm việc mình. Xong rồi cũng người nó hơi mập mập ra chút. Mập mập là cỡ nhiêu? Dạ, 83kg. Rồi bữa nay em bao nhiêu? Dạ, 72kg. Giỏi vậy? Sao giỏi vậy? Mai chỉ anh tập đi nha. Hồi nãy bạn em nói tiếng Anh giỏi lắm đúng không? Bây giờ nói xin chào mọi người, chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh. Thử xem. Hello lady and gentlemen. Hello MC Quyền Linh. Hello Miss Ngọc Lan. Hi.
I'm from Hồ Chí Minh City. Ok, sit down please. Ok, thanks. Open. Open the door. Open the door. Yeah. Em biết hát tiếng Anh không? Dạ, em có chuẩn bị một bài, chuẩn bị cũng hai ba bài rồi. Để hát dỗ dỗ con nít. Rồi tới hát liền nha. Tiến tới. Em gái đứng lên Lan Anh. I am so many happy to meet you today. I hope we have more meeting in the future. This is my gift for you. And I hope you happy every day. Thank you. I have a gift for you too. Yes, thanks. Yes. Hát 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 tiếng Anh. I prepare a song. Baby xa do 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 do. Baby xa do do do. Đã đi xa. Do 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 do. Grandpa xa do do do. Grandpa xa do do do. Cho tới sáng quá. Không, đó, tới đó đó, tới đó đó. Let's go hun, do do do. Let's go hun, do do do. Bài này tôi thuộc dữ lắm. Run away, do do. Run away, do do. It's the end, do do. It's the end. Hay quá. Trời đất ơi. Nó duyên dáng vô cùng tặng luôn vậy đó. Hát tặng lời bài liền Lan Anh. Tôi học cách yêu thương người khác tôi và bao dung cho người ghét tôi. Tôi học cách xua đau thương bằng nụ cười và bằng niềm tin ở con người. Hay quá. Chào em. Dạ anh không biết nói gì luôn. Thường anh đi làm từ mấy giờ đến mấy giờ? Anh làm ở nhà. Anh nhận một số đề tài A tới Z để mà về nhà làm luôn. Không biết là thường cái thời gian rảnh của anh là lúc nào à? Hiện bây giờ á, chiều tối thứ 3, 5, 7 là anh tự đạp xe đạp vòng quanh thành phố. Kiểu như là một cái bài tập gym khác nho nhỏ để mà giảm cân thôi. Nói chung là 24/6 thì em cũng có lịch học tiếng Nhật. Thì 3, 5, 7 nếu được thì có thể cùng đi xe đạp để em cũng rất thích được đạp xe đạp xung quanh thành phố. Ok. Hôm nay thứ tư không ta? Nay thứ ba. Vậy hẹn em tối nay đi chơi luôn. Đi bằng xe gì nói luôn, nói cho bạn biết luôn, đi xe gì nói luôn. Hiện tại anh có một chiếc xe đạp lên núi để cùng đi chơi. Không biết có thuận tiện không nữa. Em thì không có xe đạp, nhưng mà tại vì em có đao cái app xe đạp công cộng á. Thì có thể mình cùng hẹn ở một địa điểm nào đó rồi mình đạp xe đạp chung. Ok. Không, chỉ một chiếc thôi. Một chiếc là phải chạy xe đạp xuồng đầm á. Em có chở nổi không? Dạ. Nói bạn gái đi một chiếc thôi. Dạ sao cũng được. Không thể nói chứ người ta có chịu không? Dạ đi một chiếc thôi. Dạ nhưng mà xe anh chở được em không á? Chắc cũng được á, tại xe đạp leo núi mà có cái yên về sau luôn. Vậy là được rồi. Ngắm có chở vòng thành phố nổi không, nói cho ta biết luôn đi. Dạ đa, đạp là chắc chắn đạp nổi đó. Rồi vậy được ha. Dạ. Em thấy bạn gái sao, nói rồi. Dạ thì cũng dễ thương. Dạ cũng hiền. Anh hỏi kỹ quá em không biết trả lời luôn. Nè em gái thấy lòng sao? Dạ em thấy anh thật thà. Khoảng bao lâu thì em có thể kết hôn được? Em dự kiến là sẽ lập gia đình trong năm nay hay năm sau. Là cái này thuộc dạng như là nếu mà hai đứa mình cảm thấy là đúng thời điểm thì sẽ tiến tới thôi, chứ thời gian thì do bản thân mình phải tự trả lời á. Ok. Bây giờ nè, tiến tới nắm tay bạn Lan Anh ha. Bây giờ hai đứa nắm tay nhau nè, đứng sát vô đây. Đây, 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 đây. Đó, bây giờ nhìn thẳng Lan Anh đi. Đó, có thấy tim đập mạnh hơn không? Dạ, em bật chế độ rung bây giờ anh ơi.
Lần đầu tiên nắm tay con gái đúng không? Dạ, tay rất là mềm. Máy giặt Toshiba, điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Bây giờ thích thì bấm liền, không chờ đợi gì hết. Cô gái bên kia cảm giác rung động, cảm giác đây có thể là người để mình nương tựa bờ vai. Bấm ngay cái nút đó, bấm liền luôn, đừng chờ đợi gì cả. Rồi, bấm luôn. Chính thức, hai em đang hẹn hò với nhau. Đây, nắm tay vậy nè, đúng. Ta yêu nhau rồi nắm sen tay, sen kẻ nè. Đó, đúng rồi, đã không? Dạ đã. Chúc hai em mãi mãi hạnh phúc. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà đó. Rồi. Chúc hai đứa hạnh phúc. Dạ, dạ, em cảm ơn anh chị. Dạ, cảm ơn anh chị. Và thưa quý vị, bây giờ thì Ngọc Lan và Quyền Linh xin phép được mời quý vị đến với cặp đôi số 2 để xem họ có bấm nút đến với nhau hay không nhé. Bạn ơi, bạn trai ơi. Dạ, bạn có nghe cái câu là hồi nào giờ chưa có người yêu không? Em có nghe rất rõ ạ. Bạn Út sao nè? Nói nghe nè, hỏi thiệt nè. Dạ. Bạn nắm tay đã hôn ai bao giờ chưa? Nắm tay thì có rồi, nhưng mà hôn thì chưa có. Trúng chưa? Trúng hả? Chưa trúng chứ. Chưa trúng. Út này thiệt tình. Hôn lại hôn trúng đâu mà Út. Út lo kỳ quá, Út không. Lo kỳ quá. Đó, đúng rồi. Chứng kiến rồi, trúng rồi. Nó phải trúng. Dạ. Mời bạn nam. Ai? Rồi, mời gia đình bên đàn gái. Dạ, lời đầu tiên thì em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và bạn trai bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Phạm Thị Thu Hiền, năm nay em 31 tuổi, hiện em đang làm kế toán. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, dạ em chào chị Hồng Vân, dạ chào bạn gái bên kia, dạ chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Lốt, năm nay 37 tuổi, em quê của em là ở Bến Tre, hiện em đang làm cho công ty xây dựng. Công việc chính của em là mình coi thủ kho anh. Thủ kho là con thủ quỹ đó em. Rồi, thủ kho kim bảo vệ luôn anh ơi. Trời ơi, kim bảo vệ kho luôn. Nữa đó. Không ai vô được hết trơn á. Dạ. Út hết luôn hay là còn Út nữa? Dạ còn Út nữa. Trời ơi. Em là Út nhất, còn Út nhì là Út hết. Thường dưới quê hay có nhiều Út lắm. Út dạ. Nhất, Út thêm, Út nữa, rồi Út bét, rồi Út chót. Là em Út nhì, còn Út ở nhà là Út ngót anh. Út ngót nữa. Ngót, dạ. Trời ơi, thêm mót có tên Út lòi nữa. Tức là dạ. Mót cái hồi tự nhiên đâu lòi đang ông nó đặt Út lòi luôn. Lòi. Hiền, em nói một chút về bản thân mình đi, điểm mạnh, điểm yếu của em. Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, nhanh nhẹn, hòa đồng, hoạt bát. Điểm yếu của em là nói chung là cũng hơi rụt rè, đâm đâm một chút. Em có cái tật xấu gì không? À, dạ. Có ghen tuông hay là có cọc cằn hay là này cái đó là cái tật đó? Hồi giờ em chưa có người yêu nên em cũng không biết là mình có ghen hay không, mà chắc em nghĩ ghen là em cũng ghen ngầm thôi vậy. Bạn ơi, bạn trai ơi. Dạ, bạn có nghe cái câu là hồi nào giờ chưa có người yêu không? Em có nghe rất rõ ạ. Bạn Út sao nè? Giới thiệu thế mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, em giới thiệu em cái nhược điểm của em là nói chung em cũng có tí xíu là nóng tính thôi chứ cũng không đánh đổi. Em sống rất là tình cảm và rất là hòa đồng, với lại em cũng rất là nhiệt tình trong công việc. Chút xíu về nấu ăn của gia đình, anh sở thích là ca hát chút xíu. Với lại em cũng có biết tí xíu về làm thơ nữa anh. Làm thơ nữa hả? Dạ. Câu làm thơ thử một câu nghe coi. Dạ. Dạ em xin đọc mấy câu thơ. Dạ. Tuổi đời 38-42, độc thân vui tính thẳng ngay một lòng, thuận tình thuyền sẽ sang sông, bến bờ hạnh phúc hằng mong ta về. Em ơi duyên nợ cận kề, mình cùng bấm nút mình về bên nhau ạ. Trời ơi, cưng ghê ạ. Lý do gì mà em nói là em chưa có yêu bao giờ? Dạ, hồi xưa em đi học thì em tính em nó hiền á, nên em đi học và em về nhà em cũng ít bạn bè. Xong bây giờ ra trường em cũng đi làm rồi về nhà em cũng ít bạn bè lắm chị. Sở thích của em là thích chủ nhật ở nhà mình chăm sóc nhà cửa gì đó. Nhưng mà em quên tuổi tác luôn rồi á. Em có khó tính không? Dạ cũng hơi khó tính một chút á chị. Dạ có kỹ dạ. Tính không? Dạ kỹ thì không kỹ, em cũng thoải mái lắm. Dạ anh Quyền Linh ơi, cho em hỏi là anh bên đó ảnh có hút thuốc không ạ? Anh không có hút thuốc em ơi. Em thích người cao mà ảnh cao bao nhiêu vậy anh? Anh cao 1m66 em ơi. Dạ. Anh 66 là cao á, cao cỡ chị nè. Tại vì em hơi thấp nên muốn người cao cao tí để mình sau này cải thiện. Đừng có nghĩ là mình lấy người cao mình mới đẻ ra con cao. Dạ. Cái quan trọng là mình chăm sóc dinh dưỡng thế nào thôi. Ở bển là bao nhiêu tình trường rồi? Tình trường của em là có hai mối tình, thì cái mối tình xa nhất là năm 2010 anh.
trong cái lúc quen với em á, là cái người đó cũng đang chia tay với cái người yêu cũ cho nên là quen em. Nhưng mà quen trong cái quá trình, cái thời gian cái người bạn gái đó là nói là chia tay với em là quay về với người yêu cũ. À, phụ nữ thấy cảm giác là mình an tâm rồi, người này đúng là người của mình tìm, người ta không bao giờ chia tay với mình đâu. Em cứ về suy nghĩ coi mình có thiếu sót gì không. Anh nghĩ rằng có đó, chứ mình đừng nghĩ là mình hoàn hảo quá, tại sao người ta lại bỏ mình. Như có yêu một cái người nào trong phim, trong ảnh hay là một cái mẫu hình nào trong showbiz không? Dạ có, mẫu người của em là anh Quyền Linh á. Chưa yêu người nào mẫu hình như anh vậy đó hả? Tôi nghi rồi đó Linh. Trời ơi, tôi coi cái bạn này có sắc. Dạ em chào chị Hồng Vân. Chào em. Hiền lắm, tình cảm lắm nha. Em ơi, về tính tình thôi đúng không? Hay là về ngoại hình luôn? Ngoại hình em thích da trắng. Có trắng không chị? Em nói trắng lắm. To cao. To cao, không hói. Yên tâm, thù quá trời luôn á. Tính tình thì điềm đạm chút, quyết đó. Em yên tâm đi em ơi, anh rất là điềm đạm. Cái điều mà em mong muốn á, ở bên đây như hơn cái điều mà em muốn hay sao? Hiểu như chị. Cái đó chị nói nghiêm túc. Nói nghe nè, hỏi thiệt nè. Dạ. Bạn nắm tay đã hôn ai bao giờ chưa? Nắm tay thì có rồi, nhưng mà hôn thì chưa có. À, nghe cũng nôn quá, cô gái rất là năng động. Dạ. Có duyên, dễ thương, nhưng mà... Dạ em chào anh. À, chào anh gái. Bên nhà gái. Trời ơi, vậy mà sao mà ế kỳ vậy đó. Không phải ế, chắc có lẽ là hơi khó tính thôi. Khó quá và nhút nhát quá. Dễ thương mà nhìn gương mặt rồi rất là tươi. Rồi cả một cái thời thanh xuân ta đi học là ta lo ta yêu thầm ông rồi. Khổ ghê vậy đó. Rồi sao em không thích hói là sao ta? Anh thấy hói bình thường mà. Tôi hỏi những cái câu đó sao trả lời với tôi cũng đâu thích hói đâu Linh. Rất nhiều người đàn ông lúc đầu không có hói nhưng sau khi lấy vợ là hói. Thành ra không thích cũng phải thích thôi. Mà cái đó là không phải là hói bẩm sinh. Cái đó là hói nhân tạo. Hói bẩm sinh thì thôi, cái chuyện đó mình không hói. Hói không là do tính tình của người phụ nữ. À, em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ với lại hai em gái em rể của em ạ. Chào cô ạ. À, chào cô. Đó mẹ cho ý kiến đi mẹ. Y chang như mẹ luôn á. Ông Mai Quyền Linh đẹp trai. Mới Hồng Vân xinh đẹp. Dạ. Mình là mẹ của Hiền. Ba mất sớm là nó cũng ở để làm nuôi phụ mẹ để nuôi hai đứa em á. Cho nên nó không nghĩ gì hết. Tới giờ mẹ cứ suối hoài kêu con lên chương trình tìm chứ nó làm ở trong công ty thì nó không có đường âm. Vậy mà khiêm tốn không chịu nói ra cái điều đó, cái nguyên nhân không phải là ế, cũng không đúng phải rồi. Là nhút nhát cũng đó không là, phải là gì mà đó là... hy sinh để phụ mẹ nuôi em. Còn vậy thì... là có hai em gái hả? Em gái mẹ. Của chồng hết rồi. Em gái chia sẻ chút xíu về chị đi. Dạ, hiện tại ba mất sớm á nên chị đi học xong rồi chị ra trường chị lo cho hai em. Bây giờ hai em đi có gia đình rồi, cũng mong muốn chị có được một gia đình hạnh phúc, tìm được một người đàn ông biết quan tâm cho chị, chăm lo cho chị, cho chị được hạnh phúc. Tụi em chỉ mong muốn vậy thôi. Còn em gái dạ, kia? Em thấy cái người đàn ông bên đây thì sao? Dạ, thì em thấy được, nhưng mà anh có nhậu không anh? Anh tại không vì... biết, anh không biết nhậu em ơi. Dạ, tại nhà em phụ nữ không à. Anh uống nửa ly rượu vô là anh xỉn liền, anh không có nhậu dạ. được. Tụi em mong muốn là nếu mà chị em tìm được người thì tìm được người mang được hạnh phúc như chị em. Rồi, bây giờ anh trai, em đi với ai? Dạ, em đi với em gái họ với người bạn. Rồi, em gái. Em gái. Em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân à. Thì bên đây chị đây thì chị rất là dễ thương. Nói chung là có một cái nụ cười rất là duyên. Em cũng mong là hai anh chị cũng tạo cho một cái mình một cái mối một cái cơ hội để mà hai bên thoát ế ạ. Cảm ơn em. Linh thấy thế này nè Vân. Hai đứa này mà lấy nhau thì số một luôn. Một người thì kế toán giữ tiền, một người thì bảo vệ không ai vô được, giữ kho luôn nữa. Kho luôn. Mở rào. Nào, hãy cùng trò chuyện với nhau. Không gian này, thời gian này là của các bạn đó. Chào em. Anh có cái món quà đầu tiên anh muốn gửi cho em. Đây là một cái sản vật của quê anh, xứ dừa quê anh, nhưng mà chính trái dừa này là do anh trồng. Dạ, rồi cảm ơn anh ạ. Dạ, dưới đây là một cái nón lá để anh gửi tặng cho em. Sau này em có về quê hay ra nắng gì em cứ đội nón lá này lên để cho nó che nắng. Cho em hỏi là hồi nãy anh có giới thiệu là anh ở Bến Tre. Dạ, nhưng mà anh làm việc ở đâu anh? Hiện tại bây giờ anh đang làm ở Bến Lức Long An em. Là anh làm bên thủ kho hả? Anh làm giống như công ty xây dựng á, rồi anh đi theo anh coi kho rồi. Vậy là anh đi theo công trình hả? Anh đi theo công trình. Cái công ty của anh làm là những cái dự án nó ở đa số là ở Sài Gòn nhiều. Rồi cái thời gian rảnh của anh thì sao ạ? Thời gian của anh thì anh ở trong công trường ban đêm thôi, ban ngày thì anh có thời gian rảnh. Cái chỗ anh nó đang thiếu người á, cho nên bây giờ anh là phải ở đêm suốt luôn.
Còn nếu mà sau này có người nữa thì sẽ luân phiên đổi ca với nhau, từng đêm một từng ngày. Dạ. À, công việc của em làm ở đâu? Ở khu công nghiệp Nhị Xuân, Hóc Môn anh. Ví dụ như hai người đến với nhau vậy là em thấy em làm rể được không? Cái gia đình của em là chỉ có một mình em thôi. Bây giờ tất cả những cái người anh mà có vợ cũng đã ra riêng rồi, cũng lo cho cuộc sống tư riêng rồi. Với người em thì nó cũng có vợ rồi, nó cũng đã ra riêng rồi. Thì bây giờ còn anh. Anh có kế hoạch gì cho tương lai của anh không? Cũng có chút xíu kế hoạch. Thì bây giờ cứ trước mắt là anh làm cái công việc này để mình kiếm thêm một cái tích góp được cái một tích lũy một số vốn nào đó. Có khả năng thì mình ở trên này, còn cái quê của mình thì ruộng đất của mình thì vẫn giữ nguyên ở dưới, thì mình cứ đi đi về về như vậy. Anh cũng suy nghĩ như vậy. Mà bây giờ em có nhà chưa? Em không có nhà chị, em thì ở quê, nhưng mà em lên đây thì em làm, thì em ở nhà của công ty thuê cho em. Ở nhà công ty luôn? Dạ. Nếu vậy thì nếu mà em lấy vợ rồi thì tự em sẽ tính như thế nào? Em lấy vợ thì cái công việc của em vẫn tiếp tục làm ở đây. Sau này mà ba mẹ em thí dụ như cũng không được khỏe thì tụi em chạy lên chạy xuống á chị. Em làm ở đây mà trong khi chưa có nhà, tại sao không về nhà vợ ở? Có tiện cả đôi đường không? Không, nếu như vợ đồng ý thì nếu mà về nhà vợ ở thì cũng càng tốt chị. Hay đó. Còn cái tình hình mà ba mẹ sau này giống như cái sức khỏe nó cũng không được tốt á, thì mình sẽ về tới lui để mình thăm chăm nom với cha mẹ. Đương nhiên rồi, mình trả em hiếu có ở cho đâu mẹ. Em cũng vẫn phải chăm cha mẹ em. Em gái thấy sao nè? Nếu anh đi theo công trình thì em cũng hơi ngại. Không sao đâu em, tại vì anh nói lúc nãy anh cũng có nói rõ anh rồi. Anh có lăng nhăng không? Không, thì bây giờ anh nói thì em cũng tin anh thì cũng khó tin, nhưng mà cái thời gian mà khi mà em tiếp cận với anh á, thì cái điều đó thì em sẽ hiểu được anh, chứ bây giờ anh nói thì em cũng không thể nào em tin hết anh được. Thực ra là làm cái nghề nào thì cũng phải đi làm thôi bé. Yeah. Vấn đề ở đây là bạn đó khi mà yêu nhau, tìm hiểu nhau á, thì bạn có đủ tạo cho em cái niềm tin là bạn là người chung thủy anh hay không? Anh cứ nghĩ là quan trọng là chứ mình còn... bây giờ mình đến với nhau là mình có một cái sự yêu thương để chia sẻ, để chăm sóc, và để hiểu nhau. Rồi mình mới có thể mình đi bước đến một cái hạnh phúc. Mình không thể cầu toàn được đâu bé. Thích nghe hát không? Dạ thích. Dòng nhạc nào? Nhạc trẻ ạ. Nhạc trẻ, bolero thích không? Dạ có. Thích là em hát bolero được không? Hát bài nào ngọt ngọt đi em. Dạ bolero em ơi, thì em hát đêm làm một bài ngay mà liền em. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ, nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về quê ngoài một lần thôi, nơi anh chào đời ngoài xu bụi ngồi, bao năm giấc xa mưa nắng ngược xuôi. Vậy anh xin hát ạ. Nãy em tên gì anh quên? Dạ em tên Hiền. À anh tên Úc. Nào để tay vào nút bấm đi. Hãy chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hay quá. Rồi. Rồi, rồi. Mừng lắm. Vui. Vui rồi đó. Nắm tay cho các bạn. Thật sự á, hai bạn hợp. Nào. Cái nụ hôn đầu tiên con bên tôi đó nghe. Xin phép bác với hai em để cho con có một nụ hôn để con hôn Hiền. Dạ, đầu tiên luôn đó. Đầu đời luôn đó nghe. Mọc áp không? Không? Mọc áp không? Có trúng không Út? Dạ có. Trúng không? Có. Trúng không? Trúng chưa? Trúng hả? Chưa trúng kìa. Chưa trúng. Út này thiệt tình lại không trúng đâu mà Út. Út lo kỳ quá. Út lo kỳ quá. Đó, trúng rồi. Chứng kiến rồi trúng. Nó phải trúng. Đúng chưa? Dạ rồi, hả? Rồi. Vân Vân làm chứng. Đúng chưa? Dạ rồi, dạ rồi. Đúng cho tôi bắt hung cho trúng cho được rồi nha. Dạ. Cưng quá à. Nửa đám cưới nhớ mời tôi nha. 30 tuổi rồi em cũng chẳng có yêu cầu gì cao, và chỉ cần là con gái là được. Chỉ cần là con gái thôi. Em có miếng nào đàn ông trong người không vậy? Em ơi, em đưa ra yêu cầu anh thấy không hay rồi đó. Phụ nữ không bao giờ ở dơ hết trơn. Bừa bộn, thôi nói chữ bừa bộn đi. Hơi bừa bộn chút thì có. Anh nói không có con đường nào xa, chỉ có khoảng cách giữa con tim với con tim xa thôi. Còn á, nếu mà hai con tim nó đồng dạng, đã hiểu nhau thì không có con đường nào xa hết. Ủa con sao tim... Linh hay quá vậy? Linh hay vậy? Linh giống như là phóng viên báo mực tím vậy đó. Trời ơi. Hồng Vân và Quỳ Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản.
Cảm ơn nhãn hàng Mắc He Viên Uống Mọc Tóc Ngăn Ngừa Rụng Tóc đã đồng hành với chúng tôi. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta hãy gặp cặp đôi đầu tiên. Em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào bạn gái? Dạ, em thì không có nhiều yêu cầu lắm đâu anh. Chỉ bụng không bự nè, tóc không xăng, đầu không hỏi. Sao nói với anh Quyền Linh vậy? Tức là hình ảnh của em là không phải Quyền Linh đúng không? Cái gì vậy? À, xin mời bên đàn gái. Chào cưng, ngồi đi cưng. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em. Rồi, bây giờ nè, mình giới thiệu về bản thân chút xíu đi nào. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào anh bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Tu Quyền, hiện tại thì 25 tuổi. Hiện tại đang kinh doanh spa tại Thủ Đức. Rồi, mời bạn trai. Vâng, đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh, chào em. Chị Hồng Vân, bạn gái phía bên kia và toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tuấn Nam, năm nay em 30 tuổi. Em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai và công việc của em tại là nhân viên kỹ thuật cho một công ty sản xuất nhà thép tiền chế. Quyền, em nói một chút xíu về bản thân mình đi, điểm mạnh, điểm yếu của em. Em thì có những cái ưu điểm thì nói năng rất là hoạt bát, vui vẻ, nhiệt tình và cảm thấy rất yêu thích làm đẹp. Anh bên kia có thích làm đẹp không ạ? Trời, anh rất là thích luôn á. Nên vậy là anh nghĩ là mình rất là hợp với nhau rồi. Mặc dù là chưa nhìn thấy mặt nhau thôi. Dạ vâng, nếu như mà có cơ hội thì em sẽ chăm sóc anh ạ. Trời ơi, hay quá nhỉ. Rồi còn điểm yếu là gì Quyền? Dạ, điểm yếu thì bình thường á là em không có ngại đâu. Nhưng mà đến khi mà em có cái nói hay là những cười nhiều hoặc nói nhiều thì hơi có gương mặt của mình hơi đỏ. Là đối tượng sẽ chọc em ngại luôn. Và... nhớ nha bằng Nam. Vâng, mở rào ra là chọc sao mặt đỏ lên, càng đỏ càng yêu. Không phải đâu, nhưng mà em mặt mà khi ngại cũng đỏ, em sợ bạn nữ chọc lại. À vậy hả? Hai người mặt đỏ hả? Dạ. Em có cái sở đoản gì không? Em thì lúc nhỏ thì đam mê là ca sĩ, nhưng mà gia đình thì mong muốn làm bác sĩ. Còn cuộc đời thì đưa đẩy muốn làm spa. Mà hát hay không? Biết hát. Hát không hay. Hát không hay nhưng mà là thích hát. Không hát không hay. Thì đi làm spa đúng rồi. Chứ bây giờ mình thích hát, hát không hay thì sao làm ca sĩ đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi em hát tặng bên đàn trai một đoạn nào đó coi em. Em sẽ tặng một đoạn ngắn gọn thôi nha anh. Chứ dù em hát không hay nhưng mà chịu khó nghe. Anh ơi đi đâu hãy đến cầm tay em đi. Đến nơi chẳng ai biết ta là ai tên chi. Cao nguyên xa xôi hay là về nơi đồng xanh, chỉ cần là có anh. Rồi, chỉ cần là có anh thôi nha. Anh thấy giọng hát cũng ổn lắm á. Vâng. Dạ, làm ca sĩ được không anh? Làm spa được lắm luôn á. Bạn trai ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ ưu điểm của em là em hòa đồng, vui vẻ với cả mọi người, thích nghi tốt trong mọi hoàn cảnh. Khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm mà em thấy là lớn nhất và em cũng đang dần khắc phục bây giờ đó là cái nhút nhát trước đám đông. Nhút nhát đám đông. Thực sự là mỗi lần trước đám đông thì mặt đỏ ra bắt đầu. Thôi là... đâu, nhút nhát thì em hát. Em hát tự nhiên cái em quên nhút nhát thôi. Dạ vâng. Rồi mày đáp lại bạn gái luôn, hát câu đó nào. Và đáp lại phía bên bạn gái mình cũng xin gửi tới một số đoạn trong ca khúc. Người yêu dấu hỡi, em mãi là mặt trời, gạt đi bóng tối xót xa cho cuộc đời anh. Người yêu dấu hỡi, dẫu cho muôn ngàn sau anh mãi đợi, vì anh biết rằng con đường hạnh phúc là đây. Rồi, ngọt ngào đấy. Có thể hai bên bổ sung bên kia làm đẹp, bên đây hướng dẫn lời hát ha. Rồi em sao? Rồi lý do tại sao em lại có mặt ở chương trình này? Tình yêu của em sao rồi? Khi mà Tết thì em hay về. Những người ở quê thì lớn tuổi rồi, cứ nói là năm nào cũng về nhưng mà chả thấy dắt. Nhưng mà em có mấy mối tình rồi? Dạ em có một mối tình. Một mối tình cách đây bao nhiêu lâu? Em cách đây thì đã 3-4 năm rồi. Tức là yêu được bao nhiêu lâu thì là chia tay? Mối tình đó thì cũng được 3-4 năm. 3-4 năm, vậy là từ thuở học sinh đúng không? Dạ từ 3-4 năm, lý do chia tay? Lý do chia tay thì nếu về tình yêu nghiêm túc thì em rất là nghiêm túc.
Nhưng mà đến cái độ tuổi đó thì nếu mà lập gia đình thì không có, còn chưa vững. Nên là bạn đó cũng lập bên gia đình, nên là hai người cũng... Rồi thôi, bất đồng quan điểm đúng không? Bất đồng quan điểm rồi, sau đó là sẽ ngưng. Vậy là 3-4 năm rồi chưa có mối tình nào khác? Dạ vâng. Hy vọng là bữa nay xong là có mối tình tiếp ha. Dạ. Và anh cũng không ngại khi mà cùng em đi về Bình Định đâu. Ta chưa yêu cầu mà. Thì anh ở ngại, đây thôi mà. Anh có ngại xa không anh ơi? Đó thì anh nói trước vậy đó, anh không có ngại đâu. Nên là ví dụ như cuối năm mà em muốn có người về chung thì anh sẵn sàng. Nhưng mà rước dâu thì hơi xa đó. Trời ơi, chưa gì nghĩ tới chuyện đó luôn. Trời nữa hả? Vậy hồi tôi với ông hỏi chi nữa Linh? Được. Thôi cho bấm nút cho rồi luôn đi. Rước dâu tới Bình Định anh em hả? Em ở huyện nào vậy em gái? Dạ em ở huyện Phú Mỹ. À, không gì cũng không xa cách mấy đâu. Dạ. Rồi, bạn nam. Dạ thì bạn có mấy mối tình rồi? Em đã trải qua 2 mối tình rồi. 2 mối tình. Dạ, và mối tình gần nhất cách đây cũng khoảng 2 năm nữa. Yêu mấy năm? Như 1 năm ạ. 1 năm. Dạ vâng. Tại sao lại chia tay? Dạ thì đó thì bạn gái cũng ra Hà Nội, với cả 1 tháng sau thì bạn cũng công khai người yêu mới, nên là thôi em cũng rút lui. Tức là người ta đi trước mình một bước đúng không? Dạ vâng. À, em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào bạn gái? Dạ, em thì không có nhiều yêu cầu lắm đâu anh. Chỉ bụng không bự nè, tóc không xăng, đầu không hói. Sao nói với anh Quyền Linh vậy? Tức là hình ảnh của em là không phải anh Quyền Linh đúng không? Cái gì vậy? Không. Rồi, để anh kiểm tra đây coi sao nha. Trời không ơi. Hút thuốc nữa nha anh. Anh bên kia có hút thuốc không ạ? Thuốc không? À, anh không. Cao bao nhiêu? Có muốn đàn ông cao không? Dạ, cao hơn em phải 1m65 trở lên. Em, nhìn anh coi có quăng không? Trời. Không, tóc anh đẹp lắm anh. Có hói không? Dạ không hói luôn. Bụng có bự không? Bụng thì em chưa biết. Bạn bên đây là, nói chung là những cái gì em đưa ra thì mọi thứ có chút chút. Ủa gì đó hả cưng? Trời chết rồi. Tóc có quăng quăng. Để tôi coi đi. Sao thành nghệ sĩ anh ạ? Đầu có chút chút chuẩn bị có hơi hướng hói. Dạ anh được chị ạ. Dạ. Tóc anh có xoăn không anh? Tóc anh có một xíu. Không có xoăn, cái này gọi là nếp. Tóc có nếp. Rồi bụng không có ha? Bụng tất nhiên là không. Tóc không hề hói không? Nói chung là những cái gì mà em không muốn là đây không có. Anh Linh đánh lừa em thôi. Em hình dung cái bạn gái bên đây thì sao? Có, em có tưởng tượng là khi nghe giọng nói, cái cách nói chuyện nãy giờ thì em có thấy giống cái hình mẫu mà em suy nghĩ trong đầu không? Em nghĩ đây là bạn gái rất là lanh lợi, rất chủ động. Còn về hình mẫu thì em không có hình mẫu nào chung chung cả. Bởi vì mỗi hình mẫu đều có một cái nét đẹp riêng. 30 tuổi rồi em cũng chẳng có yêu cầu gì cao, và chỉ cần là con gái là được. Chỉ cần là con gái thôi. Em có miếng nào đàn ông trong người không vậy? Dạ không chị. Con gái thuần chủng. Nói như vậy là đáp ứng đủ 100% tiêu chí của em rồi. Em không thích gì ở bạn gái? Em không thích đầu tiên đó là tính lăng nhăng rồi. Thứ hai đó là ở lăng nhăng hay là cằn nhằn? Lăng nhăng. Lăng nhăng, có lăng nhăng không vậy? Dạ không luôn anh. Em chính thị lắm anh. Mình rối quá rồi đây anh. Đây là chị, đây là chị. Ừ. Rối quá. Rồi gì nữa nè? Dạ, không thích cái gì nữa nè. Hai nữa là ở dơ. Ở dơ có ở dơ không? Em là chuyên sạch sẽ luôn. Có kỹ tính kỹ càng không? Dạ cũng kỹ tính lắm. Em ơi, em đưa ra yêu cầu anh thấy không hay rồi đó. Phụ nữ không bao giờ ở dơ hết trơn. Bừa bộn, thôi nói chứ bừa bộn đi. Hơi bừa bộn chút thì có. Dạ. Ông muốn hỏi han gì bên đàn gái tôi không? Không cần hỏi, đàn gái đẹp rồi. Hả? Tôi thấy đàn gái là dễ thương rồi đó. Bây giờ ông hỏi coi là ví dụ như giờ với cái mẫu người bên đây là đàn gái tôi là ông nhắm là ưng bao nhiêu phần trăm? Tôi ưng 100% mà tôi thấy qua đàn trai tôi chịu, đàn gái chắc chắn rồi, tôi khỏi còn hỏi gì hết. Về tôi hỏi ý kiến người thân thôi rồi tôi mở rào cho hai bên gặp mặt. Bên bạn trai đi, bạn đi với ai? Dạ, đây em đi với mẹ em và anh họ. À rồi, sao cô? Có mẹ đi nữa đó. Diễn chưa? Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào ông Mai Quyền Linh và Mối Hồng Vân. Dạ. Hôm nay chương trình tổ chức gia đình rất là vui, vinh dự là được tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tuấn Nam là một người sống rất là tình cảm. Thế còn bạn gái bên này thì mẹ thấy cũng rất là xinh, trông cũng rất là năng động, nhanh nhẹn. Thì thôi mẹ muốn hai con là đến chương trình này là một cái duyên, thì các con cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Nếu như mà các con mà tiến xa được hơn nữa là một cái niềm vui đối với gia đình. Dạ, thì cảm ơn cô. Không biết sao nhưng cảm nhận nè, cảm nhận á là đây là một người phụ nữ rất là hiền, nhân ái đó. Nhân ái, thương con. Gương mặt là rất là có hậu luôn á. Nếu mà chúng mà bấm nút á là nhỏ này hơn nè, đúng không? Đúng đó. Bây giờ mình hỏi đàn gái coi. Em đi với ai nè? Dạ, em đi với hai cô bạn thân rất là xinh đẹp. Hai cô bạn. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân ạ. Em xin chào anh ạ, và cũng như là chào đàn trai bên kia ạ. Dạ, em xin nhận xét về đàn trai bên này thì em thấy là anh này
Dạ rất là được ạ, công việc ổn định ạ. Dạ còn đối với bạn em thì Quyền là một người sống rất là tình cảm. Và điều quan trọng là bạn không thích lăng nhăng, thích người chung thủy. Nên là em nghĩ là hai bạn rất là hợp. Điều em chỉ muốn nói là anh ơi hãy giải thoát ế cho bạn em. Trời tội nghiệp nhỏ mới 25 mà ế cái gì rồi hả cô? Thôi bây giờ mở rào đi nha. Mở rào. Chào em. Đây, thế thì nay đến chương trình thì anh xin tặng em một bó hoa và một món quà mà... Em cũng có quà để tặng anh. Vui quà dạ, đi, quà, cho hả? Có một cái sự liên kết coi nè, dạ. Coi như là ý nghĩa đây, của món quà nè. Là nè. Món quà mà em muốn tặng anh đó là hương nước hoa. Nên là em rất thích mùi này, wow. Nếu như mà anh chỉ cần xịt thôi là để được cuốn hút đối phương rồi ạ, à. Chỉ cần xịt thôi. Trời, chỉ cần xịt là cuốn hút đối phương hả? Rồi, anh cảm ơn em nha. Dạ. Với lại là em không thích bạn nam mà hơi có râu, để râu. Kiểu để râu nhìn nó hơi già đi. Rồi, anh cũng không thích vậy. Dạ, em có tiện thể ở trong là có voucher chiệt râu miễn phí cho anh. Nếu như anh có cơ hội để ghé em. Rồi, ok em. Và cái lọ nước hoa này anh sẽ chỉ sử dụng khi mà chúng ta hẹn hò nhau thôi. Dạ, đúng rồi. Lãng mạn quá. Rồi, mở bên đây coi cưng. Mở quà bên đây coi là gì nè. Dạ vâng, cái này em tặng bạn một cái đèn ngủ. Cái đèn ngủ khá là cute. Đâu, cầm lên coi em. Cầm lên coi, cầm nhìn xem mọi người coi nào. Anh mong muốn... Cái đèn ngủ nhìn muốn ngủ liền á. Dạ, đúng. Cái món quà này thì có thể sẽ giúp em trong cái giấc ngủ được ngon hơn. Và nếu có thể nữa thì anh cho phép em mơ về anh. Trời ơi. Rồi còn hoa hồng làm sao, ý muốn gì trong đây đây? Dạ, bao nhiêu bông vậy? Hoa hồng tự trưng cho tình yêu rồi. Và cái này 30 bông đúng bằng cái số tuổi của anh đó. Và hy vọng rằng em sẽ giải thoát ế cho anh. Hai đứa lạnh ế lắm rồi gặp nhau cứ giải thoát ế không. Em nhìn áo sơ mi màu trắng là em có cảm tình rồi. Tại vì em rất thích bạn nam mặc áo sơ mi trắng. Anh có cảm nhận gì về em không? Có cái suy nghĩ đầu tiên mà anh nghĩ về em đó là anh đã nghĩ sau này đám cưới chúng ta làm bao nhiêu mâm. Mời những ai? Liên luôn rồi. Cái ấn tượng đầu tiên là em rất là dễ thương. Nhìn năng động, nhanh nhẹn và anh rất thích. Ánh mắt đầu tiên mà nhìn thấy, cái ấn tượng đầu tiên là anh cảm thấy là thích rồi. Thì công việc của em ở đấy chắc là cũng thoải mái đúng không? Vất vả lắm không? Nói chung thì công việc thì không có gì mà vất vả. Nhưng mà thời gian của em thì nó hơi bị gò bó. Tại vì thời gian thì nó không có thời gian rảnh. Thì bình thường anh một tuần anh rảnh vào... Thường thường là anh sẽ rảnh vào buổi tối. Sau này chúng ta có hẹn hò thì anh có thể sắp xếp được thời gian. Miễn là sao nó tiện cho em là được. Một tuần chúng ta có thể gặp nhau mấy lần. Thì cái đấy là em cứ định đi thì anh lúc nào cũng buổi tối cũng rảnh mà. Anh sẵn sàng chạy lên đây. Hiện tại là anh đang làm ở Đồng Nai đúng không hay sao? Ừ, anh làm ở Biên Hòa. Em ở Thủ Đức thì hơi xa, đi lên rất là xa luôn. Đâu có đâu, anh thấy bình thường mà. Đâu, Thủ Đức với lại gần dạ. Không ông? Sát bên. Gần sát luôn ạ. Sát bên mà. Đây là cái việc mà khoảng cách thì em không cần phải lo đâu. Cứ để đó anh lo được rồi. Anh nói không có con đường nào xa, chỉ có khoảng cách giữa con tim với con tim xa thôi. Còn nếu mà hai con tim nó đồng dạng, đã hiểu nhau thì không có con đường nào xa hết. Ủa sao Linh hay quá vậy? Linh hả? Hay vậy? Linh giống như là phóng viên báo mực tím vậy đó. Trời ơi. Nếu mà sau này ví dụ có tiến tới được với nhau thì em có thể chuyển về dưới này và mở luôn tiệm ở nhà được. Có làm dâu không? Có làm dâu không anh? Thì bây giờ thì anh đang sống với ba mẹ. Thì em có ngại việc làm dâu không? Làm dâu thì em không ngại. Nhưng mà em có một cái ưu điểm là em muốn cái người đàn ông với mình á là yêu thương ba mẹ của mình nhiều hơn. Và thay vì đó em yêu thương ba mẹ của anh Minh đó thì giống như là yêu thương ba mẹ mình. Nên là em muốn, quan trọng là người tình cảm thôi. Anh có dự tính là cái mối tình liền nghiêm túc để tới hôn nhân hay không? Anh tại có vì... chứ. Nếu mà không tính đến một mối tình thì anh đâu có lên đây để kiếm một người bạn đời như này. Tại vì em rất là ghét lăng nhăng. Ví dụ như anh rất là rảnh buổi tối đúng không? Buổi tối thì có thể là lâu lâu anh lên chơi với em. Còn buổi sau ở dưới Biên Hòa Đồng Nai có thể chơi với cô khác. Thì nghĩ đó là, nói chung là thời hiện đại. Nhưng mà cái đó không ai biết được. Có thể tắt nguồn và chơi thoải mái. Hỏi đi coi có ghen không? Dạ. Thấy cái mồi này dạ. Có bộ ghen à nghe. Ghen à? Dạ, em không có ghen đâu chị. Em rất là thoải mái. Không có ghen nhưng mà kiểu như là không thích kiểu người lăng nhăng. Tại vì nếu như mà đã lăng nhăng rồi á, đã có máu lăng nhăng rồi á
là tự khắc nó sẽ lòi ra thôi, chứ em không có điều tra, em cũng không thích điều tra. Đúng rồi, giờ cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra đúng không? Dạ đúng rồi. Em yên tâm đi, anh tới đây với một cái sự chân thành, muốn kiếm một người mà sau này có thể đi cùng anh tới những đoạn đường còn lại. Và bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi hai bạn. Chúng ta cảm nhận, nhắm mắt lại, cảm nhận xem đối phương có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu thật sự rung động hãy bấm, còn không thì không cần bấm ha. Quyết định là của các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Rồi, chúc mừng. Hai chúng ta có thể nắm tay được. Các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau trong sự chứng kiến của gia đình. Và tôi tin chắc rằng ở trên truyền hình cũng có nhà bạn gái đang xem. Bây giờ bạn trai nói gì với gia đình bạn gái đi. Xin phép là hôm nay bắt đầu tụi con hẹn hò với nhau và con hứa cái gì đó. Vâng, thì thưa cô chú thì nay gặp được em Quyền ở trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này thì con cảm thấy rất là có duyên với nhau, và nếu như được sự cho phép đồng ý của cô chú thì con sẽ tiếp tục mối quan hệ này và sẽ tiến xa hơn nếu được. Bạn gái, có mẹ bạn trai đó nói gì đi. Dạ, em chào cô ạ. Con thì con thấy cô con rất là mến, và nhìn cảm giác như thế thì con muốn có một mối quan hệ nghiêm túc, nên sau này ví dụ như có tới được với nhau thì con cũng muốn hai bên tạo cái sự mối quan hệ hòa hợp với nhau. Tại vì gia đình của con cũng rất là dễ thích. Cô cũng rất là mong hai con sau này mà đến được với nhau ấy, thì mẹ mong là mẹ có dâu hiền và Tuấn Nam mới có vợ Thảo. Cảm ơn chương trình. Rất hy vọng là như vậy. Con hiền lắm cô. Đây là món quà của... Chưa hôn. Hả? Chưa hôn. Thấy chưa? Chưa hôn. Thôi hôn đi. Đấy. Anh hôn em một cái. Sau này anh cho phép em hôn lại em một cái. Trời ơi. Hôn kêu luôn. Một lần nữa thì chúc các bạn hạnh phúc. Chúc các bạn sớm thông báo tin vui chúng tôi nha. Dạ vâng. Em cảm ơn. Dìu bạn gái đi. Đúng rồi. Mấy đứa nhỏ mà nắm tay nhau nó đi thấy thương quá à. Rồi biết chừng nào dự được đám cưới đó ta. Mong sớm sớm chút đi.